Rồi, anh giới thiệu sơ qua hoàn cảnh. Nhà bác ở đây thì có con gái lấy chồng mà chồng mới mất rồi. Một đứa gái là nuôi mấy con, con có một đứa bị tàn tật, một đứa tàn tật về ngoại về bên kia bên kia rồi đó, nên hai ông bà già đấy, bác đây ốm quanh năm thôi. Và còn mỗi một đứa con cô con gái là làm công nhân nuôi 4-5 địa bàn. Thì đây là hoàn cảnh khó khăn của thôn, hầu như anh em đều quan tâm. Hai bà già nên là không đi đâu được, bác nhìn đâu đấy. Bác không làm gì nữa rồi. Giờ tuổi này, 70 này. Đây là ngô lạc, ngô lạc không? Có một đứa cháu là bị tàn tật. Tàn tật đến nào? Kiểu giống như bị bệnh nào á. Lúc này bà ngoại nó sang đây theo đi cả ông cả bà ông cả cháu đi. Ông cả cháu đi. Chứ trước bố và cháu làm sao mất? Bố thì mất, ốm thì mất. Ốm bố ốm là mất. Bố là con trai của bà đó nha. Bố nó lại là con rể. Con rể. Đó là con gái. Con gái ở đây. Gái ở đây. Vâng. Ấy con rể làm xong cái nhà này là mất này. Con rể là cái chồng của cái cô đó đó. Vâng. Mất là có hai đứa con. Ba chứ. Ba đứa con. Ba đứa một đứa lớp 8. Vâng, nên là lớn gần con đây ra đây cho đi chào sư này nhé. Cháu ơi, cháu ơi. Cháu ra đi. Ra đây. Cháu phải ngon lành tí chứ nay con phải chờ. Con ngồi bên cạnh, ngồi xuống đây. Chứ không có giường cho con ngủ mà con phải nằm ở dưới đất. Nhà bà không, ông bà không có giường cho cháu nằm nha. Con gọi cái chân vào. Con mấy tuổi rồi? 15. Con 15 tuổi rồi. 15 tuổi. Con em con là bị tàn tật, tức là em trai bị tàn tật 10 tuổi. Vâng. À, 11 tuổi. 11 tuổi. Vâng. Cũng mơ rồi, một cháu con em cũng mơ qua tặng em cô một cháu rồi. Hầu như gọi tất cả những cái chương trình thì được tặng thì đúng rồi. Gia đình cũng được. Vâng. Đây đây là đây là gia đình đặc biệt trong thôn, hoàn cảnh đặc biệt trong thôn. Ông nhìn cái tướng như vậy chắc ông chả làm được cái gì đâu nhà. Từ bị lâu rồi. Thì bà cũng tắt làm tí rộng rộng phần trọng là bà cho bà lộ về áo quê. Trung Bắc à? Vâng, trong mình nhiều. Đấy, có bán không? Không, không bán. Con học lớp mấy? Con ăn gà, ăn học lớp nào mà biết tiền thì mang đi bán. Sang năm lên lớp 9. Thì chưa bán mà được mấy nhiêu đấy? 40 mấy chục triệu. Đâu có mấy chục triệu. Cô bà thì đang lên ăn bán chục trào, khoảng 2 trào, đúng không ăn? Em biết rồi đấy, nhắc đến thằng xấu đấy. Vâng. Nay con muốn học hả con? Nghỉ hè. Đây này, thằng này học bằng thằng này này. Thằng này thằng năm lên lớp 9 này. Đó. Nó lớp 9 mà thằng này cao về thằng cũng kiếp biết. Vâng, cháu không bình thường gì. Ồ, vậy à? Cũng chắc rồi nhìn. Nhìn cũng chắc chắc. Ngày xưa có phải con hay đi bán chổi đúng không nhỉ? Bác ăn chổi. Ngày trước là bà gái đi bán chổi mấy cái chổi đấy. Ăn chổi có lời nhiều tiền đâu. Lời nhiều. Quá gần. Mỗi ngày bán được mấy triệu bán lẻ đâu nhiều cái. Mấy năm nào có 2 cái mà 10 cái. Bán sao đừng đó. Rồi nghĩ là có đạp xe đó thôi mà đi. À đi bán là đạp xe thế hả? Vâng. Mỗi ngày bán được 10 cái. Ông bà ơi, mấy mẹ anh. Cháu giới thiệu với lại ông bà, với lại anh là đây là cha Thường. Cha là cả giám đốc của Caritas Thanh Hóa. Bên tòa giám mục Thanh Hóa, bên nhà thờ đạo đó. Bên nhà thờ đạo, cha nhà thờ đạo đấy ạ. Chứ không phải bên lương mình. Và đây là Sơ Hải, đồng hành cùng cha. Thì cũng được sự giới thiệu của anh Quang là bí thư đoàn xã Nga Yên. Thì hôm nay cháu cũng mời cha với Sơ về để đến chia sẻ những cái gọi là một chút khó khăn với gia đình của ông bà. Cảm ơn bác nhiều có lòng với gia đình chúng tôi, xin cảm ơn. Vâng. Thì hôm nay Sơ Hải đi thăm gia đình thì Sơ Hải có cái gì? Có quà. Bà có thích mấy cái này thì Sơ phải hỏi đại bà. Cho mình hỏi bà có thích.
cái này bà biết cái này là gì không? Đây là một canh. À, một canh để làm gì? Canh. Một canh, 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 canh. Một canh thì nấu canh để làm gì? Ít người nói đúng, bảo ra đúng không? Cái này cái gì? Ông giỏi đó. Từ sáng giờ là mấy người kia là cứ bảo là coca đó. Không phải coca đâu nhá. Nước mắm nhá, nước mắm ba làng nhá. Cái bà biết này không? Miến gạo. Ồ. Ừ. Bà nấu cơm bây giờ cái gì? Đây, cái này chắc là bà cũng có thích không nhỉ? Không hẹ thì chúng mình đừng có lại thôi. Thằng này lại thích ăn tôm với hẹ. Không có hẹ nó không ăn thì tôm bảo. Lạ lùng vậy. Không trồng. Thôi thì hôm nay thì ta cũng đi thăm ông bà nhé. Thì đây là ta có hai đồng như này. Mà không biết là ta có biết là hai đồng này cái mình giá của nó bao nhiêu không? 1 triệu. Thầy Sơn được móc thêm. Thầy Sơn thường có đồng đỏ này. Cái giấy với đồng này. Cho đồng cho bà 2 đồng. Bà thích đồng đỏ hay đồng xanh? Bà thích đồng đỏ hay đồng xanh, bà cứ nói thật với Sơn đi. Đây, đồng đỏ này. Bà thích màu gì đi. Của cha là màu xanh, của Sơn là màu đỏ nhá. Đỏ nổi, nó nổi lên cái tên bảo nhá. Đây cái tiền xanh ở đây á là của một em bé tên là Kha Đình nhá. Kha Đình em mới mừng sinh nhật lần thứ 8. Tức là một em bé 18 tuổi thôi. Nhưng mà đây là cái quà người ta mừng sinh nhật em. Thì thay vì mua đồ chơi á thì em hy sinh cái đồ chơi của mình và em gửi tiền về cho cha để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhá. Thì đó một em bé 18 tuổi mà hy sinh để giúp đỡ cho gia đình bà nhá. Rồi, đó là tiền của Sơn Hải nữa nhá. Cho em bé một chàng hút tay. Chúc mừng con nhá, chúc mừng con. Chúc mừng sinh nhật của con nhá. Thấy tốt rồi. Ngoài ra còn nước mắm còn đấy của các nhân của ca tác Thanh Hóa nhá. Cho bà vui không? Vui như thế nào? Tên của ông là cái gì? Họ tên là cái gì? Nhà nước quà cho Mai Văn Hùng. Gia đình nhà nghèo thế nghĩa là cháu bị tật. Vâng. Ba nó là một mình con nó đang không được ăn. Có gì cả, thực sự là đảm bảo cho cháu biết mà. Thôi một tí chút vậy nhá, còn ngoài gia đình, có các anh các chị ở đây thì vui tới với gia đình mình nhá. Hôm nay ông có vui không? Ông thấy nhiều người ông có thích không? Này là ông cười to rồi nhé. Có mì tôm ăn chắc rồi nhé. Đây là nhà con gái thân nhau rồi. Chúa chúc lành trong buổi hôm cho tất cả quý anh nhân và nhất là cho bé Karin. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.